Chào cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo nha. 15. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ 189 Phạm Văn Thứ, quận 4, quận 6, ngay chỗ quay theo quay của chị Mai buổi sáng. Mời cô chú anh chị và các bạn xem đi chặt theo quay, ẩm mì cũng như là bán theo quay cô chú. Cô chú xem video thứ hai là like, chia sẻ và đăng ký giúp em. Đọc mấy lần á, hai nhân chặt theo quay bán bánh mì. Và các bạn xem video thứ hai nhớ like cũng như là chia sẻ và cho em một lượt đăng ký nha cô chú. Dạ, rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại là bánh mì là 15k, ba loại là 320, đùi là 300, như là đây là sườn là 300 nha cô chú. Dạ, bánh mì quay chị Mai tá xíu là 300, bánh này dư là trả là ba trăm mà chị, 300 gram hay là 300 ngàn? 300 gram chặt ra liền đi nha, phải chặt ra sao nó bỏ không? 100 ngàn. Heo.
một ký, nửa ký chặt, nửa ký không chặt. Cái này ký mốt lấy luôn chị. Chị ơi. Lê nhìn chọc tấm hình cái đi đi. Đó. Rồi ok. Muốn chụp một tấm là 500.000 đó. Tấm 500.000 á. Tắt máy xong là tính tiền đó cô chú. Chụp tấm hình cho đơn giản đâu. Rồi đó cái nói mà. Đi đâu vậy? Đây hả? Để em đưa cho. Anh đừng tắt máy, anh để máy anh đưa tiền ta có tin. Hả? Trời ơi, tắt máy xong là tính một tấm hình 500 ngàn á. Đừng tắt máy để máy luôn. Lily vô lấy sổ ghi vô. Để nhiên để cho hai nhận tiền á. Lấy tiền. Giờ khỏi tắt máy anh để máy anh đưa em á người ta mới tin. À. Cái gì? À. Nói tay làm. 500 ngàn nữa nha. À. Lần nãy chụp hai tấm hình là mất 1 triệu buổi sáng rồi đó. Chút xíu hai ổng mày hay quay chị này thêm 1 ký nữa. Để mà cô chú vô chửi quá. Ở ngoài đẹp hơn cái trong hình. Tại là do anh chỉnh đó. Mỹ Nhân Mỹ Nhân mình nghe ổng nói là Nguyễn Văn.
mỹ nhân vừa xinh mà vừa giỏi. Buổi sáng thì chặt heo quay, buổi chiều thì bán trà sữa, tiền thì hàng tháng đi sắm vàng. Sáng thì bán thịt, chiều thì bán sữa. Sáng bán thịt, chiều bán sữa. Sữa gì? Sữa tươi đó, chiên châu đó. Yeah. Ủa bữa nay còn bán không đây Ly? Bữa nói vậy thôi. Hoài bảo cùng anh ơi. Mưa thì chuyện của mưa chứ không bán. Nghĩ là dọn ra dọn vô hả? Nè, xong rồi chạy xe ra dọn mất hết tiếng đồng hồ. Vừa mới dọn xong các kiểu rồi mưa cái tùng. Nghĩ gì chỗ khỏe. Mới tháng này ít cũng đúng không? Gần hết rồi, gần hết tháng rồi. Với lại bán cũng trắng đó. Tháng này người ta ít ra ngoài đường buổi tối. Tạm ngưng hoạt động một thời gian nhé. Cảm tàu hết phải coi bà. Bây giờ ba người quay nhau đi. Người này quay người. Hốt chi rồi hốt dữ vậy. Anh không thấy mà thấy ba người. Cái ba người đu quanh là thấy người ta. Mấy ổ chấm vô 15. Đây đi với chị Tâm đi đường vậy đó. Ngủ dậy 5 giờ rưỡi đó cô chú. Đi 5 giờ rưỡi đó. Mà mấy anh em còn đi sớm hơn nữa. Ổ 20 đi rồi. Anh phải dậy 2 giờ. Kiểu này bữa sau mình phải dậy 4 giờ quá. 2 giờ. Bữa nay 2 giờ rưỡi sáng bán rồi. 2 giờ rưỡi sáng bán rồi. Ủa bỏ cua hả? Bỏ cua cái đó đi. Tới giờ là đi. Mình 5 phút nữa là mình đi rồi. Bỏ cua rồi, bỏ cua rồi. Một người đã bỏ cua chạy rồi. Đi Ly bữa sau bằng đồ cho đẹp đẹp xíu rồi đi cho nó quay cho nó nổi nổi thiết. Có bữa là em không biết là em mặc cái áo nó trẻ hơn tao cái tập về nữa tuột quá nè. Cái bình thường cái tập về nó kéo lên không biết sao mà nó tuột, cái bị có người là chửi ma bán quay mặc đồ hở hang quá đó. Trời ơi, là em cũng không có để mà không mà anh luôn. Không hiểu sao á là trên Facebook á Ly Ly người ta xem trái máy anh luôn á mà YouTube người ta không xem anh đã hiểu nữa. Lấy ổ mì 20 đi. Chắc anh làm Phật lòng mọi người. Phật lòng cô chú rồi. Đi mà. 20. Đi ạ. 20. Đây miếng thịt đây. Chùi thẻ, người ta chùi thẻ nữa. Đi ghi. À, em tưởng nó nói là đi nghe. Có trong này vô đem là chị. Còn miếng ớt nữa là. Các Linh coi Facebook chưa? Chưa, em đâu biết Facebook anh là gì đâu. Cùng tay luôn, cuộc sống Sài Gòn TV luôn. Trời ơi, trái máy luôn. Cái máy anh tưởng còn thì anh đâu thấy trái đâu. Cái máy này máy mình để ấy. Nhiều. Hai cục á. Cái kèm là anh lên hết cục nào anh gấp đi anh. Anh lấy xíu xíu là có sụn. Có sụn lên chị, khoảng 2-3 đạn. Lâu lâu lỡ xin tươi xíu bị chửi. Cái tập về mình nó tuột xuống vậy á. À. Rồi các người vô đó bán lâu. Các hãy dẫn chứ các cô chú lớn tuổi rồi, các cô chú khó tính lắm. Khó tính lắm. Không phải như giới trẻ đâu. Em ít khi nào em mặc đồ nổi lắm. À. Bình thường đi chơi cũng đâu có mặc đồ nổi đâu. Cô chú lớn tuổi rồi nên mà thông cảm rồi. Bình thường em cũng có mặc cái áo đó xíu. Nhưng mà do cái tập về của em kéo lên mà cái tập về để bị tụt quá. À, cái áo bỏ cho tiền mà phải không? Bình thường em có mặc cái áo đó đó. Rồi, cái ổng 18 giờ rưỡi ghé, mấy cái nó đi. Mấy cái, mấy cái, mấy cái, mấy cái, mấy cái, mấy cái, Tâm muốn lên Facebook coi bình luận chị Tâm. Chửi quá trời quá đất luôn. Chửi ai? Lên coi thì tôi biết. Ăn hết nói bỏ vô. Bỏ nói luôn. Bỏ trẻ xíu. Dạ. Chưa. Bỏ trẻ xíu.
không chưa không rồi. 20 chị ơi. Lấy cho anh nổ đi ớt luôn. Trời anh nổ lấy ớt luôn. Không ai hả? Anh ơi 15 đi anh ơi. Anh về sau lưng hàng. Thấy vừa chặt nhỏ còn ký chặt nhỏ là mừng quá trời luôn. Tôi vừa chú chạy xem. Chiên là chưa có. Chiên là một cái không có. Hôm nay tổng thống Biden qua thăm Việt Nam nên là cố gắng là hôm qua nhưng mà bữa nay mới chính thức. Dạ. Nên là anh em phóng viên ở Sài Gòn đưa tin để chờ tổng thống. Cô chú anh chị và các bạn bên Mỹ á biết. Chú muốn gì chú? Bánh mì. Bánh mì kìa. 15.000 ổ 30. 20 chỗ. 2 ổ 20, 2 ổ 30.